Kính chào quý vị tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, chiều 19 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng, Chống dịch Covid-19 và Phục hồi Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Thông tin về kết quả đợt tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê chung cư mini Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, thành phố đã chỉ đạo thành lập 6 tổ công tác do phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC 0 đến 7 chủ trì, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với các đơn vị, địa phương. Sau gần 20 ngày triển khai thực hiện, công an thành phố đã kiểm tra 28.378 lượt cơ sở, kiểm tra xử lý 3.592 cơ sở với 3.931 hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là hơn 5,5 tỷ đồng. Đình chỉ hoạt động 3 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 40 cơ sở. Ngoài ra, có 7 cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực xây dựng, 123 cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, 280 cơ sở bị xử lý trong đăng ký thường trú, tạm trú. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ chiếm 0,15% 43 trên 28.378 lượt cơ sở kiểm tra. Ngày 19 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin về trường hợp một bệnh nhân nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, các triệu chứng, yếu tố lâm sàng của bệnh nhân thiên về bệnh tay chân miệng bị bội nhiễm hơn là đậu mùa khỉ. Để chắc chắn, CDC Đà Nẵng đã gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang. Trong lúc chưa có kết quả cuối cùng, Ngành y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy định. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân Quyện Gia Lâm Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Chu Nguyễn Vân 27 tuổi về tội vô ý làm chết người. Đây là vụ án xảy ra đầu năm nay, gây xôn xao dư luận. Theo đó, Vân khai nhận do muốn có thêm thu nhập nên tìm tin trên hội nhóm để trông trẻ thuê. Sau đó, Vân tiếp nhận trong bé Nguyễn Bảo Ca với giá 250.000 đồng một đêm trong quá trình trông giữ, bé ca có biểu hiện sạc sữa nhưng không được xử lý đúng cách dẫn đến hơi thở yếu dần, tử vong. Hiện vụ án đang được nghiên cứu để đưa ra xét xử. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra diễn đàn hợp tác truyền thông vành đai và con đường với chủ đề tăng cường hợp tác truyền thông, kiến tạo tương lai tốt đẹp. Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện sáng kiến vành đai và con đường trong 10 năm qua, nhất là việc thúc đẩy hòa bình hợp tác, mở cửa, bao dung, học hỏi lẫn nhau, cùng có lợi, cùng thắng giữa các quốc gia dựa trên các nguyên tắc cùng bàn bạc, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, hướng tới hòa bình, thịnh vượng, mở cửa, xanh, đổi mới sáng tạo và văn minh cho khu vực và thế giới. Diễn đàn hợp tác truyền thông Vành đai và Con đường do nhân dân Nhật báo khởi xướng và đăng cai từ năm 2014 qua 7 lần tổ chức, đã có hơn 1.200 đại diện của các cơ quan truyền thông, cơ sở nghiên cứu và tổ chức quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, tạo ra một nền tảng đối thoại và hợp tác truyền thông, báo chính khu vực và trên thế giới. Ngày 18 tháng 10, tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Thái Lan sẽ thà, thà vi sinh đã công bố lộ trình phát triển bền vững của Thái Lan và cam kết sẽ củng cố hơn nữa hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường, BRI thủ tướng thái lan cho biết để hiện thực quá lộ trình phát triển bền vững thái lan cần thực hiện quá trình chuyển đổi xanh trên tất cả các lĩnh vực thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua mọi hoạt động kinh tế điều này bao gồm giao thông năng lượng và cơ sở hạ tầng ông setha đánh giá cao vai trò của các công nghệ mới và chuyển đổi kỹ thuật số đối với sự thay đổi này tuy nhiên ông nhấn mạnh cần bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm và khả năng tiếp cận công bằng đối với các công nghệ mới Ông khẳng định về phần mình, Thái Lan đang tích cực thực hiện chiến lược phát triển dài hạn về phát thải khí nhà kính thấp. Chúng tôi đã điều chỉnh lại kế hoạch năng lượng quốc gia để chuyển đổi tiêu dùng sang năng lượng sạch, đồng thời thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang, ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 và vận động cây mùa xuân, tích giáp thình 2024, góp phần hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do đặc thù An Giang là tỉnh biên giới, dân tộc và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, sạt lở bờ sông nên hiện nay toàn tỉnh vẫn còn hơn 14.872 hộ nghèo và 24.370 hộ cận nghèo. Những hộ này rất cần sự chung tay giúp đỡ, sẽ chia về mọi mặt để vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Đó là thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư lễ phát động kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cá nhân, nhà hảo tâm, cơ sở thờ tự và doanh nghiệp trong. Ngoài tỉnh hãy dành một phần từ nguồn phúc lợi và thu nhập của mình ủng hộ quỹ vì người nghèo, góp phần cùng đáng, nhà nước chăm lo cho người nghèo. Đây là việc làm ấm nghĩa tình mang đậm nét truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, với sự chung tay góp sức của cộng đồng, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt và hiện vật quy tiền với tổng trị giá hơn 262 tỷ đồng chăm lo giúp đỡ cho người nghèo. Cụ thể như, cất mới 1.466 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 133 căn nhà, thăm hỏi, tăng quà cho gần 331.000 lượt hộ nghèo, trợ giúp khó khăn đột xuất cho gần 672.000 trường hợp, trợ giúp học sinh học tập cho gần 14.000 lượt, hỗ trợ khám bệnh và trợ giúp sản xuất tổng cộng hơn 8.000 trường hợp. Tại buổi lễ phát động, các các cá nhân, nhà hảo tâm, cơ sở thờ tự và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo. Năm 2023 và cây mùa xuân Tết Giáp Thình 2024 với số tiền hơn 186 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh chân thành cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong, ngoài tỉnh và ngoài nước đối với chương trình an sinh xã hội của tỉnh An Giang trong suốt thời gian qua ông lê văn phước mong mỏi và đề nghị cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đề ra các cách làm chủ động sáng tạo và huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau các cơ quan ban ngành đoàn thể các doanh nghiệp doanh nhân các đơn vị lực lượng vũ trang chỉ đạo vận động cán bộ công chức viên chức sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, người lao động tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp hoặc trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo một cách thiết thực. Tiếp tục có các hình thức hỗ trợ hộ nghèo đa dạng, phát huy sáng kiến, đổi mới giải pháp, đồng thời động viên hộ nghèo nỗ lực phấn đấu vươn lên, gắn chương trình hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo với hỗ trợ trực tiếp từ nguồn vận động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, chương trình dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh kế phù hợp, đạt được kết quả giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị, núi trầm xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ không cao nhưng lại có những vách đá trông khá hiểm trở. Khi lên đỉnh núi, khách du lịch được phóng tầm mắt ngắm cảnh quan trải dài tươi đẹp. Ngoài ra, đến núi Trầm, khách du lịch còn được thăm một số di tích kỳ thú như chùa Hang, chùa Vô Vi, núi Trầm, hay tử Trầm Sơn trở thành một điểm đến thu hút đông đảo du khách kể từ khi trào lưu chết in ra đời, cùng với sự phát triển của trào lưu cắm trại ngoại thành. Từ trung tâm thành phố, di chuyển hơn 20 km theo quốc lộ 6, du khách có thể thấy núi Trầm vươn lên giữa những ruộng đồng, làng mạc. Khi đến gần, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi giữa vùng đồng bằng lại đối lên những ngọn núi đá. Mỗi mùa, núi trầm lại có vẻ đẹp riêng. Mùa xuân, ngọn núi phủ màu xanh đầy sức sống. Còn khi thời tiết sang thu, trời bắt đầu xe lạnh, ngọn núi bước vào mùa cỏ cháy. Những vạt cỏ lớn chuyển màu vàng tạo nên một bức tranh đầy lãng mạn. Do đó, khoảng từ tháng 10 đến tháng 11 là thời điểm đẹp nhất trong năm để đến tử Trầm Sơn. Thử thách không ai bỏ qua khi đến núi Trầm là leo núi. Dù chỉ cao mấy trăm mét, nhưng những vách đá lởm chẩm xuất hiện khắp nơi là điều khiến du khách thích thú. Khi leo lên đỉnh, khách du lịch được phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh chung quanh, gồm những cánh đồng, làng mạc và những ngọn núi nhỏ như Đồng Lư, Ninh Sơn, Tiên Nữ. Tại đây, nước khéo chọn gốc chết in, người ta sẽ có những bức hình đẹp, trông giống như đang ở một cao nguyên đá hùng vĩ. Đến tử Trầm Sơn mà không cắm trại thì có thể coi là một sự lãng phí lớn. Lớ khách du lịch thường chọn cắm trại dọc đường lên núi Trầm, hoặc dừng chân ở những thùng lũng nhỏ xen giữa các ngọn núi. Tử Trầm Sơn có chùa Trầm nằm ngay dưới chân núi, nhưng địa chỉ thu hút khách nhất là chùa Hang. Tên gọi chùa Hang hình thành do ngôi chùa nằm trong lòng động Long Tiên. Tại đây có nhiều pho tượng đá và hàng chục bài thơ ca ngợi Phật pháp, ca ngợi cảnh đẹp núi Trầm được khắc trên vách đá. Càng đi vào sâu chùa Hang, du khách sẽ càng cảm nhận rõ không gian mát lạnh, yên tĩnh, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Thi thoảng tiếng những giọt nước nhỏ xuống từ vách hang càng khiến không gian trở nên u tịch. Một địa chỉ khác thú vị không kém là chùa Vô Vi, nằm cách chùa Hang chưa đầy 1 km. Chùa Vô Vi nằm trên một ngọn núi nhỏ cùng tên. Núi Vô Vi tuy nhỏ nhưng vách đá treo leo. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi, được dẫn lên bởi những bậc thềm đá. Lên đến chùa lễ Phật cũng là lúc du khách được phóng tầm mắt ra xa, ngắm đồng ruộng, những con kênh chảy quanh. Ngoài di chuyển bằng xe máy, ô tô, khách tham quan còn có thể di chuyển đến núi trầm bằng xe buýt theo các tuyến số 37, 57 và 80. Điểm dừng cuối của xe buýt cách núi trầm khoảng 2 km. Nhiều người chọn đi bộ để khám phá. Hà Nội có vùng núi nằm ở các quyện Sóc Sơn, Bao Vì, Mỹ Đức. Một ngọn núi đá có cảnh quan kỳ thú ngay gần nội thành dư núi trầm là cổ hiếm và đáng để thử cho một chuyến đi trong ngày. Thưa quý vị, mùa hè rớt là một hiện tượng thiên nhiên khi trời trở lại nắng ấm áp giữa những ngày thu đã lạnh và trời sắp chuyển sang đông. Đây cũng là đề tài đi vào nhiều án văn thơ bất hủ của văn học Nga. Có một mùa trong ánh sáng dịu kỳ trên sắc nắng êm ru, màu trời không chói thơ ông Gabergos. Những ngày này ở Moscow và thời tiết ấm dần lên, mặt trời lặn vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ tối. Nắng vàng nhạt trên nền nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C vào vàng ngày, làm cho cảnh sắc đang dần ổ vàng của mùa thu bỗng chốc lại bừng lên không khí ấm áp, tươi sáng của mùa hè. Lúc đó, người Nga gọi đó là bếp đi tô mùa hè của các quý cô hay nhà thơ bằng việc đã dùng từ rất khéo khi dịch ra tiếng Việt bài thơ nổi tiếng mùa hè rớt của ông Gabergonsk. Đây cũng là hiện tượng thiên nhiên phổ biến ở một số vùng ở châu Âu và Bắc Mỹ khi thời tiết trở lại ấm áp, thậm chí là nắng nóng khi tiết trời đã bước vào mùa thu. Thường hiện tượng này xảy ra vào khoảng 2 tuần cuối tháng 9 và có thể chia ra từ 1 đến 2 đợt vài ngày ngắn ngủi nắng đẹp quay trở lại. Đó cũng là lúc cảnh sắc của vạn vật trở nên đẹp hơn, là nguồn cảm hứng vô tận khiến các nghệ sĩ sáng tác nên những án thơ ca dạt vào cảm xúc, nhưng cũng đầy tính triết học về thiên nhiên, về lòng trắc ẩn của con người như mùa hè rớt trong cái nhìn của Olga Bergons dạy cho con người biết quý trọng những hạnh phúc đơn sơ mà mình có được. Những bông hoa cuối cùng, những tia nắng ấm cuối cùng, một bầu trời xanh hiếm muộn ló ra, cũng như những hối tiếc khi nghĩ về một mối tình đẹp đẽ tan vỡ thời tuổi trẻ. Trong những năm gần đây, khi khí hậu trên thế giới biến đổi, mùa hè châu Âu trở nên nắng nóng bất thường, nên hiện tượng mùa hè rớt cũng trở nên khó đoán định. Trên cả phần lãnh thổ châu Âu của Nga, phía nam Siberia, thậm chí cả ở vùng Viễn Đông, nhiệt độ trung bình hiện nay cao hơn mức thông thường khoảng vài độ C. Thời tiết luôn ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của người dân. Theo khuyến cáo của các chuyên gia tâm sinh lý học Nga, để chuẩn bị cho những ngày đông giá lạnh, người dân cần tăng cường các hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh, trang quan nhà cửa bằng những màu ấm nóng để duy trì các hóc môn tích cực giúp cho thể trạng và cảm xúc cân bằng. Điều cần lưu ý nhất là mùa hè rất luôn đánh lừa mọi người. Nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 20 độ C, nhưng ban đêm trời khá lạnh, chỉ khoảng 3 đến 5 độ C. Ở, ở do đó, vào buổi sáng và vào buổi tối, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên mang theo áo khoác ấm khi đi ra ngoài đường. Theo kinh nghiệm dân gian Nga, mùa hè rớt đến càng sớm thì mùa thu lại càng lạnh. Và nếu đầu tháng 9 khô ráo thì mùa thu năm đó sẽ ẩm ướt với nhiều cơn mưa. Năm nay, mùa hè rớt ở Moscow và dường như đang đi đúng quy luật. Thiên nhiên thật tuyệt vời khi tự xoa dịu và ban tặng cho con người những ngày hè rất ấm áp trở lại trước khi chuẩn bị bước vào một mùa đông kéo dài. Ai đã từng ở nước Nga, hắn không thể nào quên những khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn này. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.